Thích Ca có được điều này thôi chứ không ai có đâu. Và anh lại là Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Ờ, thì tôi là Phật thì tôi mới dám khẳng định một điều đấy, mà tôi nhìn thấy thế này thì thấy thương mọi người quá. Tôi mới đến đây. Anh đến đây để giải cứu thế giới, giải cứu thầy Minh Tuệ là mà giải cứu tất cả mọi người đây này. Thôi đừng, ông Minh Tuệ là ông chỉ là hiện thân của Phật Thích Ca thôi. Mà tôi muốn cho đây ví dụ như ông Minh Tuệ đây nhá. Để cho mọi người nhìn thấy là bây giờ như này. Trong Phật đạo Phật là gì? Một bên ví dụ như là đạo Phật là ví dụ ông Thích Chân Quang chẳng hạn. Đấy mọi người bây giờ thấy ông Minh Tuệ này phát. Đây là bây giờ em xin phép là không nên nhắc đến một người khác bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến em xin phép anh. Rồi. Đấy nhưng mà bây giờ mình phải nhìn đa chiều ra. Tức là nếu không có đạo Phật dẫn dắt thì làm sao bây giờ mình có được hiểu biết những cái đạo Phật như ngày hôm nay. Đấy. Thế mà bây giờ vì ví dụ thầy Minh Tuệ đây cái thì là mọi người bây giờ lại ví dụ quay lưng lại với họ chẳng hạn. Mà bao nhiêu công sức, bao nhiêu từ trước giờ người ta giữ gìn cái nét văn hóa như thế. Thì mình phải mà trong cái đạo Phật thật ra là cũng rất nhiều người truyền giảng cũng rất hay chứ, cũng rất là tốt chứ. Không phải mình đừng vì một vài cá nhân. Em xin cắt chút xíu là mọi người đây đâu có ai quay lưng với đạo Phật đâu, mọi người cũng tôn kính mà. Đâu, mình đang nói chung chung là như thế. Anh đang ví dụ phải nó thực đang, tế đang ví dụ như thế. Tức là mình nhìn thấy trong trên cái mạng ấy là nhiều người là có thể là nói xấu nói rõ cái kia mình. Tức là mình cho mọi người nhìn thấy nhá, một cái rất xác thực luôn nhá. Đây ví dụ trong đạo Phật người ta vẫn truyền giảng nhá. Đấy mình nghe nhiều quá thì mình có sai rồi, không đúng rồi. Đấy. Thế bây giờ một cái ông bây giờ đấy cũng gọi là đấy ngủ thăm ma rồi tất cả mọi cái thì mình cũng có làm được như người ta đâu. Nên Phật ở tại trong tâm chúng ta này. Mình phải lên nhớ bây giờ. Anh em hỏi là anh đã từng tu từ bao giờ mà bây giờ anh thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi? Anh tu từ kiếp trước rồi chứ không? Kiếp trước. Tức là kiếp trước anh đã thành Phật rồi. Mà anh tức là như này nhá em nhá. Thật ra mọi người ấy nhìn cái cơ thể này tưởng mình chết nhưng thật ra mình không chết đâu. Chết làm sao được? Chân sinh bất tử. Nó chỉ là chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia thôi. Đấy thì mà anh muốn là đạo Phật thì là chứng minh là gì? Tức là anh lấy thân xác ra để anh chứng minh cho toàn thế giới. Đấy thấy là con người tôi là người gọi là chứng minh cho toàn thế giới thấy. Đấy. Là đạo Phật là phải chứng minh chứ không phải là như mọi người nghĩ là thế là mình có thể nói gì khác ngoài chứ mình nhắc đến đạo Phật quá nhiều ấy, thì là anh có thể nói được từ tâm của anh không? Bởi vì mình nhắc như vậy thì nó cũng không hay á. Rồi, không thì mình đọc trên tức là thấy những cái em vẫn muốn cái bình luận này. Cái mà anh đang có là anh có một cái khả năng đặc biệt là anh là Phật rồi là anh là người trường sinh bất tử. Ông mọi người đừng bao giờ nghĩ là Phật nó là một cái gì cao siêu cả. Ai cũng thành Phật hết. Tức là khi mình đã nhìn thấu được cái nguyên nhân nguồn gốc dẫn đến khổ đau rồi thì ai thành Phật hết. Chứ đừng nghĩ Phật chỉ là người đi trước thôi, thành Phật đi trước thôi. Đấy. Chứ không đừng mà ai cũng xác rồi, tí xíu ha, để cho xe Phật vào trong tâm tất cả mọi người hết rồi mà. Đó thì để mọi người có thể thấy rằng là anh này là từ Điện Biên bay ra đây để giải cứu thế giới. Đó, để mọi người thấy. Tôi chính là người tuyên bố cái sự giải thoát cho tất cả nhân loại trên toàn thế giới. Vâng, ấy tâm yên tâm, em làm cái gì thì yên tâm. Đấy. Không có gì phải. Ông mình là người thật việc thật thì có cái gì đâu mà phải. Rồi ok. Anh hỏi là anh là Phật thì anh uống thuốc lá rồi. Không có chứ. Phật không lá đâu. Tức là bây giờ mình chỉ nói như này này. Nếu mà thực sự ai cũng như ông Minh Tuệ này thì bây giờ ai là người đi làm kinh tế, ai là người ở nhà nuôi vợ nuôi con, ai là người Phật là người hết sức bình thường, mọi người phải lên nhớ một điều đấy. Theo em xin nhắc người anh là mỗi người có một chức năng của họ riêng. Thì trên thế giới này chỉ có được một người, một vài người làm được. Thì đây là ví dụ như thầy Minh Tuệ này chẳng hạn. Đấy là hiện thân để cho mọi người nhìn nhận lại tất cả mọi vấn đề thôi. Đấy, để cho mọi người tỉnh thức lại thôi. Đấy là ma đấy. Còn không ai làm được như thầy đâu. Đấy. Bây giờ mà bảo tôi mà làm như thầy tôi cũng chịu. Tôi phải giữ sức khỏe, phải sắc đẹp. Hơn thầy như thầy chưa được. Anh là Phật anh còn hơn như. Tôi làm xong rồi. Tôi làm xong từ kiếp trước rồi. Vì sao ông nói như vậy mà mọi người cần quen không? Đó là một điều rất có cái sự tác hại đấy. Rất là hại là vì đó. Nếu như mọi người tôn kính ngài thì mọi người cứ chắp tay đứng chờ ngài vào. Mọi người đừng có nghe những cái lời này. Thứ nhất, nó không trung thực. Thứ hai, rồi mọi người đưa lên một cái là sẽ gây
thứ nhất là tôn pháp, tôn phước, chính là mình. Ông thôi bây giờ như này nhá, em chỉ nói thôi, rất cảm ơn anh kinh nghiệm, nhưng mà tất cả những cái gì mà em biết mà em nói, đây là cái quyền tin hay không tin hay như thế nào, đây là đấy quyền của mọi người. Còn em chỉ nói này, Phật thì là có ba thân đấy. 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 Tức là hành pháp này, hộ pháp này và truyền pháp đấy. Thật ra cái người Huế, thực sự em vào đây ấy, nó có một ấn tượng với em ấy, nó như kiểu là trong cái gia đình của mình ấy. Đấy, nó không có một cái gì khoảng cách, không có một cái gì cả. Đấy, đây là mình. Rồi ai cũng sẽ là một người chẳng niệm chẳng pháp hết. Vâng. Một người để giác ngộ để mà tu tâm. Vâng. Có người có thể tu tâm để mà. Ra là mình không phải là những em không đừng quen. Vì các cả giờ các anh đưa lên YouTube, TikTok, tự nhiên các anh sẽ tạo cái phước, cả anh không tạo cái thông nghiệp. Em vì phải... chặng đường này rất còn dài, không phải là một ngày hai ngày của cả anh làm đâu. Em cả anh sẽ còn làm dài nữa. Em vừa giờ ấy, em xin phép anh nhá. Em nói không để em nói. Vì tức là đây là quyền của anh nói là ngài à. Thì em vẫn chấp tay. Không không không. Em là một người hết bình thường, là người vô danh. Em nói anh vừa nói anh là Đức Phật đó. Chúng ta là người bình thường thôi đi. Là người vô danh chứ là anh nên nói những cái điều để cho bà con ta có một tâm nguyện phát nguyện chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là đi theo một con đường ngọ rồng thênh thang tìm cửa Phật, không phải đường tối để ta đi. Em nói với anh như vậy, nếu như anh không nhận anh là Phật Thích Ca Mâu Ni thì dựa vào bên thế giới này chúng ta phải hài hòa lại. Nói ra phải là những lời thật chân chính. Không em một cây làm chẳng nên nó ba cây. Em cũng phải đính chính lại câu nói của em nhé. Tất cả những lời em nói ra ấy, nếu thực sự mà em vi phạm pháp luật hoặc em nói sai hoặc bất cứ một cái gì ấy, em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đấy, tức là đây là cái tâm mong cầu của em thôi. Mà em thực ra em quá thương ví dụ như là mọi người này, thương thầy Thích Minh Tuệ này. Đấy, em phải bay từ Điện Biên vào đây để em nói ra những lời này. Đấy. Em có một câu vấn đề anh ạ. Nếu mà anh không chứng minh được anh là Phật Thích Ca Mâu Ni thì anh đang phỉ báng đạo Phật ạ. Em không bao giờ phỉ báng. Em chứng minh bằng anh nói như thế là em nói là anh phỉ báng đạo Phật. Em là Phật đây mà em lại phỉ báng nữa thì nói chuyện. Nhưng mà anh, mình tại sao anh lại là Phật được? Em sẽ phải làm gì? Em giác ngộ rồi. Em xin nói thì chứng minh mạnh em xin phép. Em nói vấn này. Không phải là ở trên trái đất này. Người ta đi quanh một vòng tròn trái đất, người ta chẳng là không phải là không có lương thực để người ta sống đâu. Giờ ngài đi qua cả huyện, nhất là qua tỉnh nào, lại phải đi qua cả xã, cả huyện nào. Mỗi con người họ tôn kính thầy, và họ đã họ đảnh lễ thầy, họ chỉ cần nhá là gặp được thầy trong một lần duy nhất. Chính em gặp tâm nguyện của em là gặp thầy được lần này là lần thứ hai để đảnh lễ thầy là mình mãn nguyện rồi. Còn mình nói cái gì? Mình không nên tạo cái nghiệp vì cái phước nó có tương tôn mà. Vâng. Anh có thể xin phép để cho em, bởi vì anh này đang nói về cái vấn đề là trừ khi bất tử ấy, còn thầy thì có thể nói sau nhá. Em đang hỏi anh này một xíu. Thật ra nhìn thấy cái tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho thầy này thật ra là quý lắm chứ. Nhưng bây giờ thật ra là tức là mình muốn là cho thầy đắc được đạo ấy là thầy phải có cái chỗ tĩnh tâm. Mà em cũng đang dành mấy trăm hecta rừng ấy để cho thầy gọi là mấy tất cả mọi người lên đấy để thầy không vào đâu anh ạ. Thôi đấy là tùy tâm của thầy thôi, nhưng mà em nhờ kênh YouTube này đấy, ví dụ cái thông điệp của em gửi ra ấy, đây anh chị em chỉ nói anh hiểu này, như anh đang làm một cái bài toán thì nó khó ấy. Đấy mà có người chỉ cho anh một phát đấy thì anh sẽ bị em nghe này anh đã nói kênh YouTube hả? Dạ. Không thể mường gió để bài mắng được. Dạ. Cái dù gió có bẻ cái mắng vẫn đứng thẳng đứng. Dạ. Chứ không phải vì thứ nhất trước tiên là anh nói anh chính là tái thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Khi mà ngài đã xả thân cái thân của ngài là ngài nói chung là ngài trong tâm ngài vứt bỏ, ngài không nghĩ đến cái chuyện mà sinh tử nữa. Giờ anh hỏi á, anh chỉ là thích ngài Thích Ca Mâu Ni. Đây em chỉ nói này. Khi thầy đã nghe như vậy, anh có giác ban của thầy cũng đến. Em nói thật với anh như vậy, chứ đừng có nói là anh cả hàng ngàn hàng hecta rừng. Đó là việc của anh. Không em chỉ nói này thôi, để em hiểu này. Tức là Phật Thích Ca ấy. Đây em phải giải thích để anh hiểu nhá. Em là con người Huế mà em thấy như vậy là anh cũng là Phật hết, anh yên tâm, ai rồi cũng là Phật hết.
Phật khi mình chỉ ra cái lúc tắt của sự bất tử ấy, mình giác ngộ được rồi ấy, thì là ai cũng thành Phật hết. Bởi vì Phật ở trong tâm của tất cả mọi người trên toàn thế giới hết rồi. Nhưng mà anh đang nói theo một thứ nhất là không theo khoa học, không theo cái gọi là nó không theo một cái điều gì cả mà anh đang nói giống như kiểu là bị ảo tưởng ấy. Vì sao mày anh YouTube mà nghe anh nói như vậy mà vẫn quay? Nhưng mà tôi mong trong buổi chiều hôm nay mày anh quay mà anh đừng có đăng lên Facebook, đừng có đăng lên TikTok, đừng có đăng lên YouTube, vì chặng đường của thầy còn xa, còn dài và còn bao nhiêu năm nữa, chứ không phải là bay ngay một không, lúc cái chuyện này đâu. Cái chuyện này là thứ nhất là mình phải là sao lại không đăng, bởi vì thứ nhất là anh này nói này, anh nói em là dám đảm bảo và chịu trách nhiệm tất cả những để gì mọi người đánh giá anh, bởi vì anh nói để người ta coi, người ta đánh minh giá, bởi vì anh nói là anh là Phật, anh lấy cái gì anh chứng minh? Thế thì bây giờ mới cần phải gọi là nhà nước và tất cả mọi người và để anh em vào cuộc để em làm những cái điều mà cả thế giới này bây giờ chưa ai làm được, em làm được. Đấy. Nhưng mà anh làm được điều gì mà cả thế giới không làm được? Tức là bây giờ ví dụ là người ta cho anh một 10 cái liều thuốc gọi gây mê vào, anh có bị mê không? Anh vẫn nhắc lại cái vấn đề là anh không uống thuốc gây mê, không gây mê là anh là Phật. Chính xác. À thế thì em bó tay rồi. Em phải khẳng định là trong cái tâm trí của em như thế nào. Khẳng định của anh, nhưng mà bọn em chưa được nhìn thấy anh thử. Bây giờ anh thử. Thì bây giờ em mới yêu cầu là bây giờ em mới tự nhiên em nói như này để em muốn là chính quyền và tất cả mọi người chứng minh cho em thấy là em làm những cái điều mà cả thế giới không ai làm được. Vậy là ngày xưa Phật cũng là cũng là uống thuốc gây mê à? Không. Thế bây giờ anh bảo anh uống thuốc gây mê, anh không gây mê là anh là Phật. Em nói anh ngày xưa Phật thì làm sao mà ngày xưa đã có thuốc gây mê, mới làm sao mà có những cái như bây giờ anh tung nghệ. Nhưng mà sao làm được? Cái đó là sao? Anh đang chứng minh một cái nó rất là ảo tưởng, bởi vì anh đang nói là anh dùng thuốc gây mê không gây mê anh là Phật, thì đấy là anh đang đi ngược với khoa học. Em chính là đi ngược với khoa học đấy. Bởi vì anh đây là không bình em thường. Em là đi ngược với khoa học mà em là người không bình thường một tí nào. Đúng, em phải khẳng định như thế. Đúng. Đấy. Nên là em chỉ nhắc lại này, tất cả mọi người trên toàn thế giới và đặc biệt người Việt Nam mình ấy, cái từ là người ta không bình thường thì người ta mới là không người không bình thường. Tức anh nói rất đúng. Nhưng cái quan điểm suy nghĩ của anh và mọi người ấy, lại có thể là bảo ô thằng này không bình thường, là điên, là dại, là khủng. Nhưng mà anh nên nhớ một câu nhá, tất cả những vĩ nhân trên thế giới ấy, người ta nói ra một câu gì ấy, thậm chí hàng nghìn năm sau người bình thường mới phát minh được. Là anh cũng là cái người mà đặc biệt như thế. Đấy, mình cũng là người đặc biệt. Nhưng mà em chưa thấy anh chứng minh được một điều gì. Từ nãy là anh nói em thấy toàn chuyện, nói chung là nó giống như chuyện kiểu trên trời. Trên trời dưới biển. Ờ đúng rồi. Trên trời. Chuẩn đấy. Anh cho em xin phép, em thì em cũng rất nhiều bạn ở Điện Biên này. Em xin phép là anh tên gì ở Điện Biên ạ? Em tên là Nhì. Tên là Lì ạ. Nhì. Nhì chứ nhất Nhì. Nhì. Không lòng nhất được Nhì. Em nhá. Đây là anh em chỉ nói này. Tại sao mà đây, hôm nay em cũng chia sẻ, em bay vào đây mà em tất cả gia đình dòng họ nhà em này, họ hàng hang hốc này đấy, và tất cả những cái người mà liên quan đến em này đấy, mà em đang vay tiền này đấy. Ủa, anh sao phải vay tiền ạ? Em làm doanh nghiệp. Ủa, em là Phật mà lại cũng phải vay tiền à? Phật là người hết sức bình thường, là người bình thường chứ, là Phật như gì đâu thoát rồi mà Phật cũng làm doanh nghiệp mà thì... Em nói anh này là anh, nếu mà kiếp trước anh đã là Phật rồi thì kiếp này không phải làm đâu. Tức là như này nhá, em chỉ nói này nhá, cái nút thắt lớn nhất của tất cả mọi người trên toàn thế giới là gì? Chính là kinh tế này, chính trị này, gia đình này, bạn bè này, tình yêu và xã hội này. Thế bây giờ ví dụ như bây giờ cái người mà muốn đi giải cứu cho tất cả mọi người mà không trải qua tất cả những cái bước này thì làm sao mà biết được cái nút thắt đang ở đâu? Anh cho em hỏi là anh liệu anh có thể giải cứu được thế giới không? Chắc chắn rồi. Anh giải cứu được chắc chắn 100% luôn chứ không. Nhưng mà cái cách giải cứu của anh là như nào? Dựa YouTube không? Không. Thế là anh cái này nó phải nào? Tức là phải có chính quyền và giáo hội Phật giáo Việt Nam và cả trên thế giới làm. Em làm những cái điều, tất cả những điều em nói mà em làm nó là thật và mọi người không làm được. Nhưng mà từ nãy mình giờ anh nói là anh, em chưa thấy cái gì là thật cả. Anh giờ em sẽ về với mẹ anh ấy. Mình làm theo cảnh pháp, giờ mày anh đi theo thầy. Thôi thầy, bây giờ em chỉ nói này nè, có duyên với em nói, đang nói về thân em nhá. Nhưng mà mày anh đi, đi mày anh đi là mày anh vừa tạo phước cho mày anh, tạo phước cho gia đình của mày anh nữa. Mình nên đưa lên những cái hình ảnh tốt về thầy, về ngài. Để không, em chỉ nên nói này để được. Em ra sân bay đi, đi về bây giờ đi. Chắc đừng có lấy những đừng có quấy những cái lời người ta không chân thật. Bây giờ em không nói một từ này đây nhá. Rồi ok. Rồi không sao. Thôi em chỉ sợ mọi người, tức là từng. Thế thì. Thì anh là Phật, anh có cần là cúng dường không anh?
Thôi là không em biết là anh sao mà anh nói là ở đây người dân đều, người ta đều không có, người ta không có hiểu được lời nói của anh, bởi vì anh bây giờ em chỉ nói này nhá. Cái thôi đây em chỉ nói là một người, ví dụ như một người bình thường ấy, đây em chỉ nói này nhá, ví dụ như là bây giờ cả gia đình dòng họ nhà em, tức là mọi người ấy thì nhìn thấy em là có thể là ví dụ như là tại sao là em vay tiền để cho mọi người bây giờ khổ như thế. Cũng là gia đình anh cũng đang khổ. Tức là bây giờ anh đang vỡ nợ. Nói vỡ nợ đúng. Đúng rồi, anh vỡ nợ đúng. Đấy. À, nhưng em đang ngắt lời anh, thì có khi nào anh vỡ nợ không? Anh sinh gạo thử. Thôi em chỉ nói này này. Đây để này. Bất kể mà ai chơi với Phật ấy thì là danh vọng này, ảo tưởng này. Em xin lỗi là không ai chơi được với Phật. Không, đây mình chỉ nói là ảo tưởng này, ngu si này, tham lam này, đố kỵ này, tất cả những cái thứ gọi là giận dữ này là Phật không có. Thì những cái thứ đấy mà mọi người mà chơi mới Phật chẳng hạn, không chơi được với Phật thì là sẽ mất đi tất cả những thứ đấy. Đấy, tức là mọi người bây giờ mọi người đang cần danh này, cần vọng này, cần tiền bạc này, cần tất cả mọi thứ này. Đấy, nhưng Phật thì không có những thứ đấy. Nên là những người mà chơi mới Phật là chỉ mất hết những thứ đấy. Em vẫn nhắc lại là không có ai chơi với Phật hết. Đấy, chị mình chỉ nói đó. Thôi em xin phép ra sân bay đi nhá. Ok, rồi chị chào anh nhá. Anh về mình khỏe nhá. Rồi ok. Rồi ok. Anh về mình khỏe nhá. Đi ra uống thuốc nhanh nhá. Nhớ uống thuốc bổ não nhanh nhá. Phật cả nhà ơi, Phật. Phật đi vay tiền. Phật đi đây. Phật đi vay tiền. Quá khùng luôn. Ở đi xe Vinh Phát nữa ha. Vương hầu Vương ta thân.